Hello, xin chào quý khách hàng quay lại cửa hàng Marketing Thái Quang. Thì hôm nay bên Liêm được một anh khách ở bên Long Thành, Đồng Nai ha. Anh khách gửi cho Liêm một cái kính Ray-Ban thay cái cặp chồng. Tại vì cái chồng này nó cũ rồi ha. Và nó có những cái vết mà bong, có hiện tượng là bong váng rồi. Cái ống kính Ray-Ban cũng rất là đẹp nha. Cái ve mũi mà coi có đầy đủ chữ RB luôn nha. Chắc mọi người sẽ thấy được ha. Ông quay cận cảnh cho mọi người xem. Thì cái kính này khách hàng muốn đang sử dụng nhưng mà muốn làm cái chồng tăng sáng và đổi màu khói đậm đi đêm, có thể sử dụng ngày và đêm được. Rồi vậy thì này, trước khi ráp ha, và sau khi ráp thì bên Liêm sẽ quay lại cho mọi người xem. Đây là cái chồng này zin theo kính này. Thì anh muốn đổi cái chồng tăng sáng ráp vào cái gọng này xem có được không. Rồi thì chút Liêm làm xong rồi Liêm quay cho mọi người nha. Rồi thì Liêm đã ráp xong cái chồng tăng sáng đi đêm ha, vào cái gọng Ray-Ban cho anh khách hàng. Mọi người xem. Thì chút Liêm sẽ tiến hành vệ sinh luôn ha, cái gọng để cho vệ sinh được những cái vấn vết bám bẩn như thế nào thì Liêm sẽ vệ sinh luôn, để cho khi mà cái kính mà tới tay khách hàng á, để nhận được cái tình trạng nó tốt nhất nha. Mọi người thấy là cái chồng vàng tăng sáng trứng gà non này rất là đẹp ha. Thì mình có thể đi cả ban ngày và ban đêm. Ban đêm mình có thể mình giúp cho mắt mình nó tăng sáng lên. Và nó có phần tính năng chống chói, nó sẽ tủ sáng hơn, giúp cho mắt của mình dễ chịu khi mình chạy xe về đêm ha. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà đi ban ngày nó sẽ đổi màu rất là đậm nha. Thì mình để mình test cho mọi người xem là cái nó đổi màu như thế nào nha. Tính theo rất là lẹ, tính theo giây. Mọi người coi chế số trên màn hình này. Khoảng tầm khoảng mấy giây thôi là nó có thể nó lên màu rất là đậm rồi. Đây rồi ha, mọi người coi giống như cái kính mát ha, rất là đẹp. Và khi mà cái tia UV mà nó càng đậm và càng gắt thì nó sẽ lên màu càng đậm hơn nữa. Và được hai mặt nha mọi người, mặt sau và mặt trước luôn. Coi cái ván rất là đẹp nha. Nên mình có thể một cái kính mình có cái chồng này nó có đa dụng là vậy, sử dụng cả ban ngày và ban đêm luôn, rất là tiện lợi. Rồi thì Liêm chuẩn bị đem đóng gói, Liêm chuyển về bên Trảng Bom Đồng Nai cho khách hàng nha. Khi mà mình vào cái bóng râm và mình không còn tiêu UV nữa thì nó bắt đầu nó sẽ ngã màu lại như cái màu nguyên thủy mà lúc đầu Liêm quay cho mọi người xem. Rồi Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách hàng nha.